Với chủ đề Tuổi trẻ Đắk Lắk xung kích tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 diễn ra trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố với nhiều công trình phần việc thanh niên ý nghĩa. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, Tuổi trẻ toàn tỉnh xác lập 17 chỉ tiêu, cụ thể hóa các nội dung hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xác định rõ địa bàn trọng điểm, đối tượng hướng đến, lực lượng tham gia, đồng thời phấn đấu thực hiện hơn 35 công trình thanh niên và 69 phần việc thanh niên, tổ chức ra quân 106 đội hình thanh niên tình nguyện với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng. Để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 đạt kết quả tốt nhất, các cấp bộ đoàn, hội, đội trên địa bàn tỉnh sẽ xây dựng các công trình phần việc hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước, nhớ nguồn.